quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 7 tháng 11 năm 2023 trên chuyên trang Dân Việt Media của báo điện tử Dân Việt. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày không mưa, gió đông bắc cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, vùng núi 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.